Ngày 12 tháng 8, ngành giáo dục đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014. Điều đáng chú ý từ sự kiện này chính là báo cáo của phòng giáo dục đào tạo quận Hà Đông về đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo quận Hà Đông, Hà Nội giai đoạn 2011 tới 2015. Theo đó, ngành giáo dục Hà Đông đã tham mưu miễn nhiệm năm hiệu trưởng theo văn hóa tự chức xuống làm phó hiệu trưởng và luân chuyển đi đơn vị khác do yếu kém về năng lực quản lý, chưa quy tụ được quần chúng để xảy ra nội bộ mất đoàn kết kéo dài, chất lượng giáo dục không chuyển biến. Dù không tiết lộ tại hội nghị chi tiết về năm vị hiệu trưởng xin từ chức, nhưng đây vẫn là thông tin được báo giới quan tâm. Đặc biệt là khi văn hóa từ chức từ lâu đã biến thành việc nói thì dễ, làm thì khó. Dư luận cho rằng dù từ chức theo kiểu được tham mưu thì đây vẫn là hành động đáng biểu dương là một tín hiệu vui của ngành giáo dục